Trước mắt toàn thể các bác đây là một chiếc xe Nhật nhưng mà được sản xuất ở bên Mỹ các bác nhá. Đấy, một thị trường châu Âu rất là khó tính mà người ta sản xuất cũng như là sử dụng chiếc xe này. Thì các bác biết được cái độ chất của chiếc xe này như thế nào rồi, đúng không ạ? Giá cực kỳ rẻ luôn các bác nhá. Đấy, đẹp và sang trọng đẳng cấp như thế này nhưng mà giá tiền chỉ có trên 200 triệu đồng thôi, mà nhiều bác mình chưa biết đến cái dòng xe này luôn. Đấy, chắc chắn được rằng là sẽ rất ít người biết đến dòng xe này, một dòng xe Nhật. Đấy, và sản xuất cũng như là sử dụng ở tại các thị trường châu Âu. Đấy, sản xuất tại Mỹ các bác nhá, và nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam. Và đây là nội thất bên trong của xe. Đấy, các bác nhìn xem, có thiết kế là cần số tự động này. Đấy, có rất nhiều tính năng các bác nhá. Đây là một mẫu xe phân khúc hạng D, hạng sang, lúc mới của nó là hơn 1 tỷ đồng. Và bây giờ đây, chiếc xe này vẫn còn rất đẹp nhưng mà giá đã xuống với mức tiền cực kỳ rẻ rồi. Đấy, các bác nhìn xem nhá. Đấy, vô lăng 4 chấu, có túi khí, logo đây, có ga tự động cruise control các bác nhá. Điều chỉnh âm thanh, điều chỉnh âm lượng, điều chỉnh bài hát, có đàm thoại rảnh tay nữa các bác nhá. Có đề khóa thông minh start stop này, có điều hòa auto tự động được làm ở đây này. Đầu đài giải trí nguyên bản theo xe, có cổng AUX, có CD, có đài FM các bác nhá. Có đĩa đây. Đấy, dạ vâng. Túi khiên toàn được làm rất nhiều nơi bên đây và vô lăng một số vị trí, và cả có cả cửa sổ trời nữa rồi các bác nhá. Nội thất màu kem. Đấy, rất dài rộng luôn. Chạy dòng xe này sướng hơn hẳn Camry luôn các bác nhá. Đấy, dòng xe Nissan và nó chạy cũng sướng bằng hoặc là nhích hơn một tí so với dòng Tiana. Đây là một mẫu xe mà nó cùng phân khúc với Tiana các bác nhá, cùng với Nissan Tiana. Đấy, cùng phân khúc. Nhưng mà chiếc xe này nó bền hơn nhiều, nó bền hơn bởi vì nó là xe của thị trường châu Âu mà, cho nên nó rất là bền luôn nha các bác. Đây là lỗ rất là trong. Chiếc xe này được mang tên là Nissan Altima các bác nhá. Sản xuất năm 2009 và đăng ký lần đầu năm 2011, có nghĩa là 2011 mới ra lăn bánh, mới bằng là đăng ký để lăn bánh các bác nhá. Một chủ từ đầu. Đấy, con xe này là một chủ từ đầu luôn. Và đây là phần phía sau của chiếc xe mà em đang quay tới toàn thể các bác xem. Đây, Altima các bác nhá. Phía sau có cảm biến lùi này. Và đèn của chiếc xe các bác nhìn xem rất là chất. Đèn là đèn zin nguyên bản theo xe các bác nhá. Đấy, trang bị có nhiều số những cái điểm đen ở bên trong, nhìn rất là sang đúng không ạ? La dòng đúc 5 chấu kép, lốp dày, vành to, phanh đĩa, phanh ABS đầy đủ, gương kính điều chỉnh điện đầy đủ. Đấy, có cục gương tự động nữa, có chống trơn trượt. Các bác nhá, tí em sẽ quay các bác xem. Có cửa gió thổi về hàng ghế phía sau này. Phía sau này được trang bị một đôi loa âm thanh nghe tuyệt vời, chân nỉ zin nguyên bản, còn rất là sáng đẹp các bác nhá. Âm thanh nghe tuyệt vời luôn các bác ạ. Chiếc xe này thiết kế có 6 loa các bác nhá. 6 loa luôn chứ không phải là 4 loa giống một số xe khác đâu. Và đây là gương kính điều chỉnh điện của xe nằm toàn bộ ở vị trí này. Đấy, vị trí này các bác nhá. Đấy, chỗ này là kẻ cảm biến đây. Đấy, chỉnh đèn sáng tối đây. Điều khiển hệ thống trung tâm nằm bên trong đây. Chìa khóa nút đây các bác nhá. Đây, mở cốp này, mở cốp nằm ở đây nhá. Cốp điện các bác nhá. Và chỗ này đã được dán vân gỗ. Đây là sàn. Đây, cốp đồ, vị trí đựng đồ đây. Chỗ này rất to cho mình đựng đồ này, để rất nhiều đồ luôn. Đây, cốp đồ đây các bác nhá, tùy tay. Em đã quay các bác xem qua về trước bên ngoài bên trong của con xe này. Và một lát nữa em sẽ quay chi tiết đầy đủ từng phần, từng cái vị trí nhỏ các bác nhá. Chỗ này có nút bấm từ một chạm, bấm từ điện tử các bác nhá. Chỗ này là bấm từ điện tử nằm bên ngoài đây, khi đóng mở cửa đây các bác nhá. Có xi nhan báo rẽ nằm ở gương hai bên, cục gương tự động nữa các bác nhá. Lốp của xe vẫn còn tương đối khá là dày, lốp Michelin luôn các bác này. Đấy, và đèn của xe đây, nó là đèn zin nguyên bản theo xe các bác nhá, còn rất là trong này. Nước sơn xi của xe đóng vượt rồi. Khung sườn tôn vỏ dòng xe này cực kỳ cứng và dày nhá. Cứng dày cực kỳ luôn các bác ạ. Bác nào mà chưa biết đến dòng này mình tìm hiểu thêm. Bác nào mà xem dòng xe này rồi mà mình thấy ưng, thấy thích thì nhấc máy gọi điện luôn nhá. Chứ còn này nếu mà để lâu đấy là không còn cơ hội đâu. Thì mức giá tiền này là mức giá tiền mà cực kỳ rẻ và hợp lý rồi đúng không ạ? Cực kỳ rẻ và hợp lý luôn cho cái mẫu xe này các bác nhá. Và đây là phần đầu của chiếc xe. Đấy, như Camry đi. Đấy, Camry thì các bác mình bỏ ra, nếu mà 2009 mà xe mà nó ok như này thì các bác mình phải mua đến cả là quanh 400 triệu đồng.
con này chỉ có hơn 200 thôi, Camry gần gấp đôi luôn đúng không ạ? Chạy sướng lắm các bác ạ. Form dáng của xe thì đẹp. Đấy, nhìn rất thoát xe này các bác, nhìn này, khỏe xe, chắc chắn đúng không ạ? Bây giờ thì em quay chi tiết hơn nhá. Các bác xem cho em phần đèn pha. Đèn pha xịn nguyên bản, còn rất trong. Mặt nạ ga lăng của xe là ốp lốc. Đây là số điện thoại của bên em có mua bán và trao đổi các xe các bác nhá. Số điện thoại nữa luôn đấy. Các bác mình liên hệ cho bên em nhá, để bên em chốt giá cho mình. Đấy. Đây, lốp Michelin, lốp vẫn rất rộng rời luôn. Xin nhan báo rẽ trên gương và đăng kiểm năm 2023 luôn các bác nhá. Có nút bấm điện tử làm bên ngoài nữa này, gặp kính đi lốp, kính bọc dán rồi. Kính bọc dán rồi nhá. Bây giờ em quay các bác mình xem phần nội thất bên trong của con xe này. Đây, các bác xem cho em. Mép cánh cửa của xe keo chỉ vẫn còn zin nguyên hoàn toàn. Và chiếc xe cam kết không lỗi những lỗi là tai nạn, đâm đụng, ngập nước. Các bác nhá, yên tâm một điều là như vậy, là không có lỗi như vậy. Đấy. Không ngập nước, không thủy kích các bác nhá. Đấy, giấy tờ chuẩn cho mình luôn, sang tên bất cứ lúc nào. Pháp lý đầy đủ hết các bác nhá. Yên tâm như vậy. Sai, nhận xe và hoàn lại tiền cho toàn thể các bác mình là 100% các bác nhá. Các bác mình yên tâm như vậy. Con này máy và số của xe cũng vẫn còn zin nữa cơ các bác nhá. Đấy, không sườn thân vỏ của xe vẫn còn zin. Đấy. Không mục mọt nữa. Vâng, tiếp quay các bác xem cả phần gầm. Keo chỉ mép cửa của xe đây các bác nhìn này, lòng trong sơn xi rất là sáng bóng. Chỉ của xe còn rất là đẹp. Cái phần tắp đi cái cửa này bằng chất liệu da. Đây, chất liệu da nhá. Đấy, chất liệu da đây. Bằng chất liệu da nhá. Cho nên nó rất khó để mà bạc màu cũng như là hỏng. Đấy. Loa đây. Vách cửa đây. Đầy đủ chi tiết chưa ạ? Đây, vách cửa đây. Đây, móc khóa đây. Ngoạc khóa đây. Ghế đây. Ghế da loại xịn các bác nhá. Đấy, loại xịn luôn đấy ạ. Chỗ này có một cái cốp đồ này, rất to luôn. Đồ rất là to. Đấy, chỗ này là vị trí cho mình lấy điện ra này và gạt tàn thuốc lá này. Đấy, có 5 cửa gió cho mình luôn, chỗ này có 3 cửa này. Đúng không ạ? 5 cửa gió liền nhá. Đấy, chiếc xe này có cả là gương chống chói này. Công tắc điều chỉnh cửa sổ trời đây, tắt bật đèn đây, các nhá, tem đây vẫn nguyên này. Đấy, và khi mình đóng đây, chỗ này có gương soi này. Đấy. Và đây có cái chỗ này cũng có một cái vị trí cho mình che nắng nhá. Đấy, che nắng rất là hay luôn này. Đấy. Rất hay là như vậy. Ok chưa? Không sờn thân vỏ. Công nhận là dày thật đấy các bác ạ. Bác nào mà có cơ hội ở gần nhà em thì mình chạy qua bên em để cảm nhận, chạy thử về mẫu xe này các bác nhá. Xem chiếc xe này bên em nó như thế nào. Đấy, nó chạy nó sướng như thế nào các bác nhá. Đây là phần tắp đi cánh cửa của xe đây. Tất cả đều là da xịn cao cấp nguyên theo xe hết. Đây, đây, đây. Da các bác nhá. Loa này, cái chỗ này vân gỗ này, nó sang này, công tắc bấm chỉnh chính điện đây. Vách cửa đây. Lòng trong đây, gioăng không rách. Gioăng không rách. Ghế cũng vậy, không rách. Không xấu, không sứt, không mẻ các bác nhá. Thảm sàn của xe là thảm rối. Thảm này nó sẽ chống được bẩn, bụi và nước các bác nhá. Đấy. Rồi, đóng cửa lại cho mình này. Và đây chính là cái phần form mà khi đóng cửa lại các bác nhá. Các bác nhìn xem, rất là dài rộng to cao đây. Nó cao hơn rất là nhiều một số những mẫu xe phân khúc hạng D khác các bác nhá. Cái Camry là không cao bằng đâu. Đấy. Đèn đây, đèn rất mới luôn này. Đấy, có đuôi gió đầy đủ đàng hoàng này. Đấy, và cốp em cũng đã bấm để cho cốp nó lưng lên đây rồi. Cốp to rộng để đồ rất nhiều. Đấy, và lỉ này các bác nhìn xem, lỉ ở khu vực cốp phía sau vẫn còn rất là mới đây. Đấy, lốp dự phòng đây các bác nhá. Đấy, lốp phòng đây là phần khoang lốp dự phòng đây. Ok thế này. Quá rẻ, quá đẹp luôn đúng không ạ? Quá rẻ, quá đẹp các bác mình đã có thể mình sở hữu. Đấy, nhiều khi là các bác mình không biết mua xe gì để cho nó hợp lý đúng không ạ? Bác nào chưa tìm, chưa mua được xe gì, mình chưa kiếm tìm được xe gì hợp lý cho mình thì mình xem luôn chiếc xe này của bên em các bác nhá. Đây các bác nhìn xem. Ok chưa ạ? Đấy. Nó ok như thế này luôn, các bác thấy là chiếc xe này nó như thế nào đúng không ạ? 2011 mới mang ra dùng mà, cho nên là vẫn còn khá là mới các bác nhá. À, những vị trí vân gỗ đây cũng chưa bị xấu này, nó chưa bị bạc đi nhá. Tay mở cũng vậy. Đấy. Các bác mình đang xem clip mà mình rảnh tay cho em xin những cái lần like và lần chia sẻ nhá. Đấy,
đấy là một cách để ủng hộ. Em cảm ơn toàn thể các bác rất là nhiều luôn đấy ạ. Vâng, tiếp theo em quay các bác lên xem vị trí này. Nóc của xe, kính của xe được dán theo kiểu kính là nhìn vào thì khó nhưng mà nhìn ra rất là dễ các bác nhá. Nhìn ra bên ngoài rất là dễ luôn. Và các này xoay được gương. Đấy. Keo chỉ hoàn toàn là không mất luôn. Em đều quay cho toàn thể các bác xem về cái phần mép cánh cửa đúng không ạ? Bốn cánh cửa xe đẹp đều như nhau. Đẹp đều như nhau hết các bác nhá. Bốn công tắc tính điện lên xuống rất êm ái và nhẹ nhàng. Rất êm ái và nhẹ nhàng nhá. Đây ạ. Đây ạ, cho này em quay lại cho các bác xem thêm này. Đấy, xem thêm nha các bác. Các bác xem đây, mình đã thấy chiếc xe này ưng ý cho mình chưa ạ? Ưng ý mình chưa ạ? Đấy. Rồi, các bác xem thêm. Khung sườn tôn vỏ xe không bị lệch lạc, móc méo, không bị lồi lõm, lệch lạc gì các bác nhá. Các bác nhìn xem này, ok chưa? Phanh đĩa 4 bánh luôn các bác nhá. Phanh đĩa, phanh ABS 4 bánh luôn. Gầm sàn không mục mọt, còn sáng đẹp luôn, không han gì luôn. Tôn vỏ gầm sàn của dòng xe này cực kỳ dày, cứng cáp nhá. Không bị bả ma tít đâu. Đấy, không bị bả ma tít đâu. Xe nhập Mỹ luôn đấy ạ. Ok, đây là cái phần động cơ của xe. Quay qua mình xem luôn. Máy của chiếc xe này nhá, tuy rằng là 2.5, thế nhưng mà nó là... Đây là một trong những chiếc máy mà em rất là kết. Bởi vì tại sao ạ? Tại vì đi trên đường ấy ạ, nếu mà mình đi đường trường, chiếc xe này chỉ tầm khoảng là 7 lít trên 100km thôi. Đấy, tầm khoảng 7-8 lít trên 100km thôi các bác nhá. Đấy, đường phố thì loanh quanh chục lít các bác nhá. Chục lít, hơn chục lít một tí. Tí xíu thôi các bác nhá. Dạ vâng. Đây là phần khoang máy động cơ của chiếc xe. Đấy, máy 2.5, 4 máy thôi. Máy số zin các bác nhá. Có thể phởi luôn cho một chiếc xe mà với cái tình trạng chất lượng như thế này, giá tiền thì rẻ như thế đúng không ạ? Đây, mời toàn thể các bác mình xem. Ok, các bác xem thêm cho em phần gầm. Phần gầm đấy ạ, ok chưa? Vậy là tổng thành chiếc xe em đã review, giới thiệu xong cho các bác mình xem rồi. Các bác alo sớm để chốt giá đẹp. Mọi thắc mắc, mọi vấn đề cần giải đáp các bác cứ alo, gọi điện nhé. Kết nối Zalo nữa để xem thêm hình ảnh video hoặc là biết thêm thông tin gì đó. Địa chỉ tại 90.2 Trường Chinh, Tân Bình, Hải Dương. Số điện thoại thì em cũng đã quay cho các bác. Đây em quay lại này. Đấy, số điện thoại đây nhá. Đấy, hai số này và một số nữa là 0335838389 các bác nhá. Bên em có mua này, có mua lại tất cả dòng xe cũ đang qua sử dụng và có đổi các xe các bác nhá. Có đổi các xe, bất cứ cái dòng xe gì đều đổi đều các hết các bác nhá. Bên em nhiều xe, hiện tại đang có gần 200 chiếc xe. Và kia chính là chiếc ô tô Hải Dương, chiếc ô tô Hải Dương. Có gần 200 chiếc các bác nhá. Các bác hãy nhớ đăng ký kênh YouTube và nhấn cái hình quả chuông. Các bác ở trên Facebook hãy nhấn theo dõi, nhấn like để làm gì ạ? Mỗi một khi video em đăng lên, các bác sẽ nhận được ngay, nhận được sớm, không bỏ lỡ bất cứ một video nào của bên em đăng lên các bác nhá. Em cảm ơn toàn thể các bác rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bác vào chương trình video lần tiếp theo ạ.